trong này nhiều thịt lắm, hai lớp thịt burger, và trong này người ta cho cái ớt gì á, cay ớt là cay luôn. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mix Germany. Hello, xin chào. Xin chào. Xin chào quý chú. Vâng, chị bác cho tôi. Hôm nay thì là kể từ ngày cách ly là hôm nay được 9 ngày, thì hôm nay là lần đầu tiên Kevin nhà mình được phép ra khỏi nhà, bởi vì đi test thì đã âm tính. Cho nên là ăn mừng, hôm nay thì cho ba cha con ăn burger. Mình thì không ăn burger, nhưng mà hai ba cha con đi mua burger đó về ăn. Coi như là hôm nay ăn mừng nha cả nhà. Người đầu tiên được ra khỏi nhà đó, kể từ thứ năm tuần trước á, là cả nhà mình cách ly ở nhà đó. Và hôm nay thì ngày đầu tiên là Kevin được phép ra khỏi nhà để làm test. Tức là phải test ở cái địa điểm mà người ta test nhanh á, tự ở nhà mình test thì không được tính. Và Kevin test âm tính, cho nên là Kevin từ hôm nay là Kevin được ra ngoài tự do. Còn ông xã mình với Châu và mình thì vẫn phải cách ly, bởi vì mình phải cách ly theo ông xã mình với Châu á cho tới thứ hai. On smack mấy cút. Kevin và Châu thì nói là khỏe bình thường, thấy bình thường như là lúc chưa có bị corona đó. Còn ông xã mình thì nói là thỉnh thoảng vẫn thấy mệt, không có còn sốt, không có còn đau cơ hoặc là đau da như là hôm trước nữa, nhưng mà vẫn thấy mệt. Châu thì không bị mất vị giác, Kevin thì hôm trước bị mất vị giác có một ngày thôi, xong rồi ngày hôm sau thì vị giác trở lại. Và bây giờ thì vị giác bình thường. Du hast auch keinen Geschmacksverlust, gell? Nein. Ông xã mình cũng không có mất vị giác. Từ thứ bảy tuần trước lúc mà Châu test dương tính á, thì mình ngủ ở salon và ngủ cho tới nay, thì mong là mọi người khỏi bệnh hết, khi nào mà test âm tính lại hết á, thì mình sẽ lại được vào phòng ngủ. Còn hiện tại thì tại vì mình vẫn giữ khoảng cách với ông xã mình á, ngồi ăn chung thì có, nhưng mà mình cũng không có đến quá gần. Mình muốn đi mua thêm cây giống để trồng lắm, nhưng mà vẫn chưa có được ra khỏi nhà đó. Thì có một số nơi người ta cũng bắt đầu bán cây giống rồi, bán hoa, bán các thứ này kia. Và năm nay thì mình thấy ở Đức năm nay ấm hơn năm trước rất nhiều. Tháng 2 mà trên một độ, rồi có hôm thì 10 độ, có hôm thì 11, 12 độ, rất là ấm luôn. Cho nên là mình sẽ chuẩn bị trồng rau. Và mình cũng vừa lập một cái kênh YouTube mới, để ở đó thì mình chỉ chia sẻ về những cái trồng rồi ươm rau rồi các thứ đó. Nếu như bạn nào thích làm vườn, trồng trọt các thứ thì có thể đăng ký kênh ủng hộ mình, và tụi mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt. Mình sẽ quay lại hết video gieo trồng cây như thế nào, bởi vì trồng rau ở Đức thì không dễ như là trồng ở Việt Nam. Có những loại rau mà để trồng lên được nó vô cùng khó khăn luôn, nhưng mà mình rất là thích trồng.
có nhiều loại cây trồng thì trồng đến lúc lớn nó cũng không có ra trái, bởi vì nó không có đủ thời gian ấm. Khi mà chưa có ra trái thì đã tới lúc lạnh rồi đó, nhưng mà mình vẫn thích trồng. Bởi vì khi mà trồng được những cái cây rau của Việt Nam á, thì mình cảm thấy vui lắm. Was ist das für Burger? Probier mal. Also der schmeckt richtig cool, aber ich schaff einfach nicht. Ich habe immer zwei gegessen. Okay, aber muss ich den Messer nehmen? Quarter. Half pound. Ông xã mình kêu là còn nguyên cái burger này, kêu mình ăn phụ. Mà mình thấy burger mình ngán, chắc là mình cắt một miếng thôi. Das ist das erste Brot, ich beide meine Fisch. Der schmeckt nicht schlecht, der Burger, der ich scharf. Mình ăn một miếng này thôi. Ist doch nicht viel. Der schmeckt nicht schlecht. Also der ist nicht so gegrillt, der ist nicht richtig cool eigentlich. Fleisch ist gut, wenn der. Ja. Das finde ich auch. Trong này nhiều thịt lắm, hai lớp thịt burger. Và trong này người ta cho cái ớt nhỉ. Cay ớt là cay luôn. Sharp á. Double chili. Cheese. Extra long. Ai thích ăn cay thì mua cái này ăn được nè. Có cái vị cay á, ăn nó đỡ ngán. This is V by McDonald's, double chili cheese. Ach, der schmeckt anders schon McDonald's, aber gut. Für die ist vom Geschmack her, was? Weil der so nach Rauch, nach Grill schmeckt. Ja. Aber die Soße vom Mac finde ich ja besser. Sau bao nhiêu ngày mình nấu cháo, nấu súp, hôm nay mấy cha con ngán hết rồi. Ich denke mal, wenn du die Sorte von Mac nehmen würdest und das Fleisch von denen, dann wäre optimal. Ich finde es ja gut. Ich habe am Anfang so einen mit dem gehabt. Test so am Tinte lang. Ich habe auch nicht mit Thì bác sĩ nói là người vừa bị corona xong á thì sẽ không có bị lây lại ngay. Cho nên là Kevin ngồi gần ông xã mình với Châu không có sao. Hầu hết Châu. Châu thì mình không biết hôm nay âm tính chưa, bởi vì nhà mình hết cái kit mà để thử, để test nhanh á. Cho nên là Châu không có test. Mà thứ chủ nhật thì Châu sẽ đi đến cái địa điểm mà người ta test, thì nó cũng gần nhà mình thôi. Nhưng mà hiện tại là Châu chưa được phép ra khỏi nhà, cho nên là Châu chưa đi test. Nhưng mà tới chủ nhật thì Châu được phép đi test. Also ich finde zum Beispiel Big Mac ist besser bei McDonald's als der Whopper. Guck, Kevin, das ist Schraubenbaum, heißt es. Ja, ist es? Ja, da. Schraubenbaum. Der war auch wie ein Ananas. Das ist zum Kochen, ist es. Der hat den Ben Shoulder am Fenster. Das ist den? Ja, ja, ja. Ach so. Ja, ja. Da sind die Palmen. Also, nur wenn man nur die Blätter... Wie eine Ananas. Das sieht jetzt nicht aus wie eine Schraube, oder? Aber im Baumarkt, die verkaufen auch Ananas, aber vier Ananas. Sie kann schön nicht essen. Klasse. Die bleiben so klein. Die waren nicht groß. Ông xã mình mê cái trái khóm lắm. Nói thì mình vừa nói là cái cây lá dứa đó thì... Das einzige, was hier gut wächst, ist so ein Pfirsich vielleicht. Mình vừa chỉ cho Kevin cái cây lá dứa mà mình mới mua đó thì... các con mình nói là giống như là cây trái thơm á. Lá của trái thơm á. À, hôm bữa mình đi chợ cây giống thì mình thấy người ta có bán trái thơm, cái cây trái thơm, nhưng mà nó là cây kiểng, cái trái của nó nhỏ xíu. Ông xã mình thích ăn thơm, nhưng mà không biết là mình nếu mà mình thử trồng một cái ngọn nó có lên hay không. Aber wir haben noch mal Wassermelone, ja, und dann haben wir die Kirche auch gewachsen. Ja, aber das gibt keine Frucht. Doch. Andere Melone, keine Wassermelone. Ach so. Also, andere Melone, wie Zuckermelone. Das ist nicht essen, oder? Apex Legends. Die war aber nicht schlecht. Aber da gab es nur eine, die glaube ich, die gegessen. Die andere war zu klein oder irgendwie sowas. Ja, kann ich auch. Was hast du da? Schweißerhaugen. Ich kann schon sehen, aber Verschwommenheit. Also, ja. Auch, oder wie? Also ihr erkennt schon, was da steht. 16.20 Uhr. Mich konzentrieren kann ich es am Ende schon leicht sehen oder schätzen, was wie viele Minuten. Aber manchmal so abends beim Fußballtraining gucke ich mich so um, da ist alles verschwommen so. Ich muss mich schon stark konzentrieren, damit ich wirklich erkennen kann. Deswegen muss ich
3,7. Ja, ich hab den auch letztens gesagt, dass ich Josie ja auch nichts wieder einen Termin wahrscheinlich. Ey, ich kann alles. Was steht da? 16,45. 47, 48, 49. Ba cha con đang thử xem là ai nhìn rõ hơn. Ich kann dir sagen, hä? Ja, aber du mitzählst. Nö. Ai đọc được số phút, bao nhiêu phút? Du musst mir helfen, neue Schuhe zu finden. Kannst du ohne Brille gucken? Ja. Ba cha con đã ăn xong rồi. Hôm nay thì mình chia sẻ một chút xíu. Đó thì ăn mừng burger. Ăn mừng bằng burger bởi vì hôm nay Kevin được ra ngoài. Thì ngày mai nếu như mà mình cần mua cái gì thì Kevin có thể đi mua về cho mình nấu nướng. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt. Goodbye, auf Wiedersehen, tschüss.